Vâng, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến xin chào bà con nhé. Hôm nay thì mình giới thiệu cho bà con một chiếc máy xới đất rất là được bà con tin dùng trên thị trường nhé. Đây là dòng máy 5C225KS của thương hiệu AHM bà con nhé. Đấy, nếu bà con muốn tìm cho mình một cái máy chất lượng cao, chạy xăng trục đứng, đấy, dễ sử dụng thì đây là cái lựa chọn đầu tiên cho bà con nhé. Nó rất là thuận tiện khi sử dụng. Đây là máy của thương hiệu AHM thuộc dòng cao cấp đấy bà con nhé. Thì đây là máy xăng trục đứng 7HP. Đấy, máy chạy xăng đấy. Và phù hợp cho người lớn tuổi, phụ nữ và mọi đối tượng sử dụng đều rất là linh hoạt nhé. Đấy thì đây là mình quay review cho bà con xem tổng thể một cái máy xới đất. Đầu tiên là như bà con thấy này, ở đây là cái đôi lốp của máy xới đất này. Đôi lốp này có cái lỗ đàn hồi luôn nhá. Lốp đặt đàn hồi. Đấy. Đầu tiên là đôi lốp đi theo máy này. Và khi mà mình mua một cái máy á thì nó tổng thể là gồm một máy xới này, một đôi dàn xới và đôi cân bằng này. Đầu tiên là đôi dàn xới đây nhá. Đôi dàn xới này là 24 lưỡi xới hai bên. Đấy. 24 lưỡi xới này. Ở đây là có đôi cân bằng bên ngoài luôn nhá. Chống cái đôi cân bằng này có tác dụng là mình làm cho máy nó chống lật nhá. Đấy, nó giữ cho máy chống lật. Lắp hai bên thì tạo độ cân bằng cho máy lúc hoạt động nhá, gồ ghề các thứ. Thì đó là tác dụng của đôi cân bằng. Và mỗi máy nó đều có, mỗi máy mà mình mua sản phẩm của AHM thì nó đều có đôi cân bằng này nhé, tất cả các dòng máy. Và hiện tại là đây là một trong số các dòng máy của AHM, 12 lưỡi xới và đôi cân bằng xung quanh hai bên. Đây, cái bầu hút của nó rất là đẹp này. Trục đứng 7HP bà con nhé. Con này thì của nó công suất của nó là 7HP. Ở đây chúng ta xem, đây là 7HP này. Đấy. Độ cày sâu là 15 đến 25cm này. Đấy. Nhiên liệu chạy xăng. Độ rộng là 1m rồi. Đấy. Trục chuyển động là một trục, nhưng mà đây là trục đứng mà con này. Giới thiệu bà con là trục đứng này. Đấy. Đây là phần động cơ. Động cơ này. Đây là chỗ bỏ dầu nhá. Đây là nơi bỏ dầu bà con nhá. Động cơ này, động cơ máy trục đứng này. Đấy. Khởi động thì khởi động giật nổ thôi. Cái này khởi động giật nổ. Cú bơm xăng này. À đây, chúng ta cũng xem cái bộ số thì nó là trục đứng nên nó úp thẳng vào trong bộ số đây nhá. Đây, đây cái bộ số của nó phía trên này. Đấy, úp thẳng xuống này. Khởi động này. Thì cái động cơ mà bỏ đứng như này gọi là động cơ trục đứng bà con nhé. Đấy. Đôi thanh ti này, đây là ga, công tắc. Cái này là mình sẽ điều chỉnh cao thấp của máy, tay cầm của máy nhé. Mình sẽ điều chỉnh ở đây được. Ở đây là cái ly hợp. Cái ly hợp này không phải để vào số đâu bà con. Khi mà mình hoạt động á thì mình sẽ bóp để máy hoạt động. Lúc mà mình thả ra thì máy nó không xới đất nữa. Đấy, đó là bóp thì làm việc, mà thả ra thì không làm việc. Thì cái này cái tác động của nó rất là tiện cho bà con sử dụng. Với người nào mà lớn tuổi và thao tác cũng chậm chạp, mình không linh hoạt như những người trẻ ấy, thì mình sử dụng cái loại này thì xử lý máy và trong quá trình làm việc rất là tiện, nó rất là linh hoạt nhá. Tức là lúc nào mình làm việc thì mình bóc cái này, không làm việc nữa mình thả ra, máy vẫn đổ bình thường, dàn xới không quay. Thì đó là một cái mình cảm thấy đó là một cái sự thuận tiện cho cái người mà người ta thao tác đơn giản chậm chạp đấy, thì nó mang lại cái độ an toàn cao cho người sử dụng nhé. Ví dụ như một cái máy có số thì các bạn muốn sử dụng á thì phải để số ngò rồi phải vào số, bóp côn vào số, nó rất là nhiều thủ tục đấy. Vào số thì số 1, số 2 rồi số lùi. Thì những người nào mà dùng linh hoạt, dùng quen thì mình dùng số, còn người nào mà dùng thao tác
đơn giản thì mình nên sử dụng cái máy này nha, nó rất là tiện cho mình sử dụng đấy, thuận tiện dễ dàng sử dụng, phụ nữ cũng dễ dùng và người lớn tuổi thì cũng dễ dùng nha. Đấy là cái phân khúc đối tượng của dòng sản phẩm này, thì nó hướng đến những các bác phụ nữ này, những bác lớn tuổi này, rồi những cái bác muốn dùng một cái máy mà đơn giản dễ dàng vận hành đấy, thì đơn giản như một cái xe tay ga và một xe số thôi. Mình đi xe tay ga thì mình ít thao tác hơn, chỉ có vặn ga là chạy, còn đi xe số thì mình phải vào số đều nhé. Đấy là cái ưu điểm của cái dòng máy này và cái lợi ích nó mang lại, thì nó đầy đủ cái bộ phận chức năng như các máy xới đất thông thường nhé. Đấy gọi là máy cày đa năng. Bà con nào muốn sử dụng thêm lồng cày bừa bám thì bà con sẽ mua thêm sản phẩm bên nhà cung cấp nhé. Còn về cái định vị phân khúc thì đây là dòng sản phẩm cao cấp không số đấy, chạy xăng trục đứng. Và có một cái điều nữa, khi mà chúng ta xem giới thiệu máy á, thì nhiều cái công ty á thì làm ở đây một cái chống rung, có thể là người ta lắp bằng giảm xóc lò xo, hoặc là người ta bỏ cái một miếng cao su nhỏ nhỏ của ô tô đấy, gọi là chống rung của ô tô đấy. Nhưng mà đó là đối với những cái dòng máy mà nó bị chôm á, bị chôm thì nhảy máy á. Đấy, do là cái trọng lượng của nó nhẹ, hoặc là cái máy của nó lúc mà sử dụng á thì nó không có cái độ đầm của máy, nhảy máy liên tục. Thì đây là cái dòng sản phẩm nó thừa hưởng cái ưu việt của cái dòng 5C225, thì nó không cần đến cái giảm xóc, vẫn sử dụng bình thường. Và máy nó không bị rung, không bị ê tay. Đấy. Thì đây là cái sản phẩm đời thứ hai của, gọi là cải tiến hơn, thu gọn hơn của 5C225. Thì nó đặt tên là 5C225KS không số bà con nhé. Đấy. Đây là một cái lựa chọn rất là đáng tiền cho bà con khi mà mong muốn tìm một cái máy chất lượng cao, dễ sử dụng, bền bỉ. Đấy. Các bác muốn thao tác dễ sử dụng thì cứ dùng lựa chọn thương hiệu của ASM là hợp lý nhá. Đấy, chế độ bảo hành và chất lượng từng sản phẩm rất là ưu việt. Và cái đội ngũ bán hàng thì rất là tận tâm nhá. Rồi. Chi tiết bà con cứ liên hệ với mình qua máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến nhá. Địa chỉ là Cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An. Số điện thoại là 0988 182789. Rồi, xin cảm ơn bà con.